Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo kế hoạch ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạng Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, hay còn gọi là Công ty Hoàng Minh. Trước khi diễn ra phiên tòa, các cơ quan tố tụng đã nhận được đơn của hơn 1.200 nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo. Trong đơn, hơn 1.200 nhà đầu tư đã đề nghị tòa án, Viện Kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, với lý do toàn bộ các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm có nhân thân tốt. Đối với hai bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Tân Hoàng Minh và Đỗ Hoàng Việt, con trai bị cáo Dũng, phó tổng giám đốc công ty Tân Hoàng Minh, các bị hại đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt vì trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn 100% số tiền của người mua trái phiếu hơn 8.600 tỷ đồng vào kho bạc nhà nước những bị hại này cho rằng hành vi khắc phục hậu quả của đỗ anh dũng và đỗ hoàng việt không những thể hiện sự ăn năn hối cải của bị cáo mà còn giúp cho các bị hại giải tỏa được tâm lý lo lắng tạo niềm tin cho người dân đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong vụ án này, hai bị cáo Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt cùng với 8 bị cáo thuộc công ty Tân Hoàng Minh và 5 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 khoản 4 điểm A Bộ Luật Hình sự. Hơn 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, trong đó luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Thanh bao chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, luật sư Nguyễn Văn Tú, công ty luật Fasti bao chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt. Liên quan đến vụ án có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, do khó khăn về tài chính để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của tập đoàn Tân Hoàng Minh từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân ba công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung điện mùa đông, phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho tập đoàn Tân Hoàng Minh. Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như ngụy tạo hoạt động kinh doanh, bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc mua bán cổ phần, không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn. Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Ngoài ra, các bị cáo còn ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu chạy dòng tiền khống thể hiện việc công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ ba công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu. Viện Kiểm sát xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu, từ đó tạo niềm tin sử dụng pháp nhân thương hiệu công ty Tân Hoàng Minh để huy động chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng. Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.